Vâng ạ. À, xin mời trên đến sân khấu. À, Minh Phê à? Chờ đông ạ. Anh ơi có phải ngoài trời đang mưa nên sân khấu chị? Chờ đông ạ. Rồi, nhạc phẩm Chờ đông. Chị nên là sân khấu cho nó đẹp. À, quý vị dành cho chị một tràng một tay đi ạ. Cảm ơn quý vị. Vỗ tay vẫn bé cho chàng, vỗ tay lớn hơn đi ạ. Một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.